Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha Thì hôm nay mình sẽ cùng anh em đổ pin lithium ion Và cụ thể là pin 18650 cho Mavic Air ha Thì trên tay của mình đang là một cái cục pin Mavic Air Mình đã tháo nó ra và loại bỏ đi những cái cell cũ ha Đây là những cái cell zin của nó đã bị phù phòng, nó kém chất lượng rồi thì mình quyết định là mình sẽ tháo bỏ nó ra và thay thế nó hoàn toàn bằng cái cell lithium ion 18650 nhé Và cụ thể trong video này mình sẽ sử dụng cái cell là Samsung 25R. Cell này là cell zin lấy từ Mavic Mini 1 nha anh em, chứ không phải là cái cell mình mua ở trên thị trường nha. Thì trên thị trường cái việc mà cell 18650 nó cell giả rất là nhiều nha. Đó. Thì trước khi mình thực hiện á mình sẽ thử đặt cái cell này vào bên trong cái máy bay và cũng như là mình sẽ thử đặt đặt vào bên trong cái vỏ pin để coi là nó có phù hợp không ha thì như anh em thấy đó về chiều dài thì nó khá là phù hợp cả về chiều ngang nó cũng khá là ok có vấn đề là cái chiều dày của nó thì anh buộc anh em phải cắt cái vỏ ha anh em phải cắt cái vỏ để cho một cái xeo nó lồi lên thì nó mới bỏ được vào vừa cái vỏ pin zin nha anh em không có cách nào khác đâu tại vì cái pin pin chúng ta nó cái hình dạng nó như vậy đó đó thì mình sẽ tiến hành mình nối ba cell này lại để được cái viên pin 3 s như thông thường đó, mình sẽ kết nối ba cell lại đơn giản là vậy thôi rồi sau đó mình sẽ kết nối nó vào trong cái mạch bms mình tiến hành mình mở khóa mạch bms nạp lại thông số để cho nó hiểu được cái loại pin mới này thì xong rồi mình mới tiến hành mình bay test thử Thế anh em thì việc mà hàng này thì nó cứ tuân theo cái quy luật của pin 3S thông thường đối với mạch bms mạch cân bằng đó anh em anh em cứ hàng như bình thường thôi đó còn cái riêng cái phần dây tải nguồn chính á tức nghĩa là tải cái nguồn 12V ở hai đầu của pin á thì anh em nên chọn cái dây nó có cái kích cỡ nó lớn nha để đảm bảo cái dòng xả cũng như cái độ sụp áp nha thì ở đây mình không có nhiều dây cho nên là mình đã sử dụng dây AVKG lõi nhỏ nhưng mà mình sử dụng tới 3 bốn lõi để nó tăng cái khả năng tải điện lên thế anh em đó rồi mình sẽ tiến hành mình hàng từng cái từng cái từng cái từng cái từng cái cực tính vào trong cái mạch VMS ha để cho nó hoạt động như đúng như bình thế anh em đó vì việc hàng này cũng khá là đơn giản thôi đối với dây cân bằng thì anh em có thể sử dụng dây lõi nhỏ ha không cần phải sử dụng dây lõi bự vì như cân bằng chỉ là cái dây để báo tín hiệu thôi Chúng ta không cần phải xuyên dây bự Thì dây to dây bự thì chúng ta chỉ cần cho hai cái đầu tải thôi ha Thì để Chuyển sang được sử dụng pin lithium ion thì anh em cần Phải biết về cái đặc tính kỹ thuật của pin lithium ion so với pin lipo nó khác nhau như thế nào thì chúng ta mới có thể chuyển đổi được các anh em Chứ không phải là đơn giản là chúng ta Lấy pin lithium ion chúng ta hàng vào mạch BMS Mở khóa mạch và là có thể sử dụng được nha nó không sẽ sử dụng được đâu nó sẽ có những cái thông số rất là khác biệt và nó gây ảnh hưởng rất là rất là xấu đối với cái tuổi thọ cũng như độ bền của xe pin ha anh em cần phải biết rõ về nó cần phải biết cách làm việc của nó thay đổi những thông số như thế nào đó thì chúng ta mới có thể thay cái xe lithium ion 18650 này vào trong cái pin benzin ha rồi mình sẽ tiến hành mình làm gọn làm đẹp lại ha để tiến hành gắn vào mở khóa cũng như là bay test thử trước ở trong nhà sau đó mình sẽ tiến hành ra ngoài trời bay và chỉ ra được và chỉ ra cho anh em biết được những cái u và nhược điểm của cái cell lithium ion 18650 này so với pin lipo truyền thống và so với những cái cách độ pin truyền thống trước đây ha là sử dụng cell E2 anh em. Rồi thì đây là cái phần info của pin ha đầu tiên là đây là phần info của pinzine mình sẽ read cái info bình cho anh em xem thì đối với á. hơn nhất là anh em sẽ thấy là uh, những cái thông số cũ của nó nè nó chưa có được reset lại và hiện tại thì sau khi chúng ta tách xeo ra thì mạch BMS nó đã khóa lại anh em đó. bây giờ mình sẽ tiến hành mình uh, nạp dung lượng mới cho nó ở đây mình sẽ chọn dung lượng là 3000 mAh giờ. Đối với trong cái Arduino battery crack này của mình mình sẽ chọn 3000 mAh giờ. Theo mình là sẽ, sẽ xét lại cái ngày tháng năm mà mình làm của pin này. Và mình sẽ reset số lần sạc về không ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình clear bếp luôn. Mình sẽ tiến hành clear bếp để mình kích hoạt lại pin luôn nha anh em. Mình sẽ mở khóa pin luôn đó. Mình sẽ mở khóa pin luôn ngay trong bước này. Sau khi cái bước mở khóa này hoàn tất thì mình sẽ tiến hành mình nạp cái cấu hình pin, tức là mình sẽ nạp cấu hình pin lithium ion vào cho mạch BMS để cái mạch BMS nhận dạng đúng cái loại pin mà chúng ta đang sử dụng, cái loại cell mà chúng ta đang sử dụng nha. Thì đây là cái bước nạp cấu hình hóa học nha, mình sẽ cũng vẫn sử dụng Arduino ha, yeah, sử dụng chính cái bo Arduino của mình ha, nhưng mà đây là một cái code một cái code khác mình viết riêng để nạp cấu hình lithium ion mươi cho cái mạch Mavic E ha. Thì uh, anh em thấy đó, nó cũng khá đơn giản thôi, chỉ cần click chuột thôi, bấm 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 click chuột thôi và tất cả mọi thứ thì mạch nó sẽ tự chạy. Không cần phải biết về bất kỳ một thông số tham số nào hết, không cần quan tâm về những thứ đó làm gì hết không cần bất kỳ một cái mạch giao tiếp xịn hay một cái phần mềm pro chuyên nghiệp nào nha yeah. không cần phải ubrt trb hay là bq studio gì hết không cần anh em chỉ cần arduino nha yeah. chỉ cần arduino là chúng ta hoàn toàn có thể làm được tất cả những chuyện này rất là đơn giản luôn đó và nói bật mí cho anh em biết là cái phần mềm này là do mình viết và những thông số đặt vào bên trong đó hay mình lấy những thông số đó từ chính nhà sản xuất xe pin ha mình đặt vào và sau đó là mình thực hiện những cái lệnh để mình nạp nó vào trong cái viên pin thưa anh em thì nó cũng chẳng khác gì những cái phần mềm mà người ta quảng cáo là phần mềm bờ rồ phần mềm chuyên nghiệp phần mềm gì, gì gì đó mà phải có phần mềm đó mới làm được pin không ha không cần những phần mềm đó chỉ cần Arduino chỉ cần Arduino thôi hoặc nếu anh em không sử dụng Arduino anh em có thể sử dụng DJI Battery Killer cộng CB2112 thì cũng hoàn toàn vẫn có thể làm được anh em không cần những phần mềm đắt tiền nha rồi ok sau khi mở khóa xong mình sẽ tiến hành mình gắn vào mình test bay ha xem có điện áp này kia nó báo có chuẩn không rồi mình tiến hành mình sạc lại đầy đủ cho viên pin nó đầy và mình sẽ tiến hành đi bay test ngoài trời thực tế ha để tìm ra được những cái tìm ra được những cái ưu điểm những cái nhược điểm ha mà ít có những cái người thợ mà người ta nói ha vì đơn giản khi mà người ta nói ra thì đâu còn ai làm pin của họ nữa, ha. còn mình thì là một người đam mê một người làm việc theo kiểu gọi là mình không phải là thợ cho nên là mình những cái này mình sẽ nói rõ cho anh em biết luôn để anh em có cái 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 sự lựa chọn riêng cho mình ha. Sẽ lựa chọn là sử dụng pin Lipo HV truyền thống hay là pin lithium ion ha. Hai trường phái pin này là hai trường phái pin nó vô cùng khác nhau nha anh em. Nó vô cùng khác nhau cho nên là là chúng ta tùy theo cái nhu cầu sử dụng mà chúng ta lựa chọn nha chứ không phải là viên pin nào nó cũng phù hợp với anh em hết nha đó thì nó là hai trường phái khác nhau vậy vì vậy cho nên là cần phải cân nhắc khi lựa chọn chứ không phải là loại nào cũng sử dụng được ha anh em rồi ok giờ mình sẽ test thử sơ sơ về hoạt động trước rồi mình sẽ ra ngoài trời bày cho anh em ha